Audio Jungle. Chào bà con, thì clip này mình quay cho bà con xem đó là cái vườn bơ bút của anh Quế ở ngã tư E Tó, huyện Cà Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk á. Thì công tác thăm vườn của anh á, thì mình nhận xét rằng thì vườn của anh bơ bút nó đang nở hoa, nhưng vấn đề quan trọng của anh đó là anh không tưới nước, nên những cái hoa của anh nó nở rất là thiếu nước và nó rất là không có bung được tầng, nó phân tầng, nó vừa chưa kịp phân tầng nó đã nở rồi, nên cái cuốn hoa của anh rất là ngắn, không có dài. Nên một số bà con chúng ta á, không có rõ ràng là có nên tưới hay không tưới. Thì mình nhắc lại, đây là cái vườn của anh Quế, là vườn điển hình nhất để mình quay thực tế cho con xem, là anh không tưới nước và anh tưới lượng nước rất là ít, và có nghĩa là anh nói có cây anh tưới 4 gốc tiêu thôi, anh không tưới cây bơ luôn. Thì cái đó là mình khuyên cho bà con là đó là cái sai của bà con nha, bà con phải nên tưới giữ ẩm trong giai đoạn ra hoa. Tí mình sẽ quay thực tế những cây bơ mà không tưới nước giữ ẩm thì nó nở rất là ngắn, cái tuổi rất là ngắn, nên khiến cho vấn đề xả nhị nó đậu sẽ không có cao. Bà con xem cái bơ này rất là thiếu nước, cái chuỗi hoa cái phân tầng rất là ngắn, có nghĩa là mới lú ra đã nở rồi. Còn với những cái vườn hoa vườn bơ mình quay ở phần 17 á, thì bà con nhìn xem cái cuốn hoa rất là dài, vì cái độ ẩm giữ ẩm rất là tốt, nên cây bơ chúng ta nó xả nhị, nó đủ độ ẩm thì tốc độ xả nhị rất là nhanh và thụ phấn cũng rất là cao. Cái đó là mình nhắc nhở bà con, là bà con luôn luôn giữ ẩm cho mình trong giai đoạn hoa nha. Còn giai đoạn nụ thì bà con có thể tưới ẩm cũng được, thì cái đó là không sao. Còn giai đoạn phân tầng cho đi là bà con luôn luôn giữ ẩm cho mình, để luôn cây luôn đủ nước để nở phân tầng đều và chắc cây. Thì cái đó là cái mình chia sẻ mà quay thực tế cho bà con, để cho những bà con này chúng ta còn đang phân vân ở cái vấn đề mà tưới nước và không tưới nước, để bà con rút kinh nghiệm ở những cây bơ mà đang ở giai đoạn phân tầng lần thứ hai nha bà con. Thì cái đó là mình quay thực tế để bà con xem và rút ra cái kinh nghiệm riêng cho mình. Thì đối với dòng bơ ghép thì chúng ta phải luôn luôn giữ ẩm, còn đối với bơ thường thì cái sinh lý và cái đề kháng của cái bơ thường chúng ta rất là khỏe, và cái tỷ lệ đậu trái của cái bơ thường chúng ta là tự nhiên đậu cũng được, nên so với dòng bơ ghép và dòng bơ thường là khác nhau hoàn toàn. Nên cái vườn bơ của anh Quế này thì mình cũng chia sẻ cho anh là anh phải tưới nước, và tưới anh kêu lâu nay không tưới, nên giờ cái vấn đề tưới nước của anh nó rất là khó, nên phải tưới, khuyên anh là tưới nước vào buổi sáng và tưới từ từ, dịu nhẹ để cho nó thích hợp với độ ẩm, đã không bị rụng sinh lý, và thứ hai nữa là không bị sốc nước. Nhưng cái vườn của anh Quế mình quay thì ngày 14, thì mình cũng 4 tháng 3 2018 á, thì vừa vào thăm công tác thăm vườn của anh á, thì sau đó một ngày là chiều ngày 14 là thời tiết, và ngày chính là ngày 15 là thời tiết bắt đầu mưa. Thì cái tình hình mưa và sốc nước như vậy á, thì nó vừa hỏng hoa và vừa hỏng luôn cả phân tầng rụng trái. Thì cái đó là mình cũng nhắc nhở cho bà con á. Thì đây là cây bơ mình xem này, đó, phân tầng mới, phân tầng ra là đã nở hết hoa. Một số cây bơ á, vừa phân tầng ra là nở hết hoa, nên là bà con xem lại cái vấn đề giữ ẩm của mình nha. Để cho cái nụ hoa nó chắc khỏe và dài cuốn hoa á, thì bà con phải giữ ẩm, thì lúc đó cây nó có đủ nước, đủ lực mới xả nhị đều và đẹp, và tỷ lệ đậu cá trái sẽ cao hơn. Đó là cái vấn đề nước, đó là mình khuyên cho bà con. Cái vấn đề thứ hai nữa là độ, ví dụ với những cái vườn cây mà còn cỏ rác á, thì con cứ vẫn để bình thường ở trong cái bồn nha, con vẫn để im bình thường của mình, không cần cào làm bồn đâu. Và để xong qua cái giai đoạn mà xả nhị đậu trái xong á, thì nó cũng rơi thì cũng còn sắp xỉ, chỉ còn vài tháng là rơi vào mùa mưa, thì lúc đó cái độ ẩm ta và thời tiết nữa thì chúng ta có thể không tưới nước nữa cũng được. Còn cái quá trình hình thành trái và hoa thì bà con luôn duy trì độ ẩm mình. Cái thứ nhất mình nhắc nhở bà con á, bà con duy trì độ ẩm giữa hoa và giữa trái non, hay rửa trái bằng viên bi á, nếu mà con duy trì độ ẩm á, sẽ không bị rụng sinh lý nhiều và bị sốc nước. Nếu chúng ta không tưới á, thì vô tình mỗi cơn mưa đầu mùa á, bất chợt á, thì làm đường nước chúng ta nó bất thường, thì gây hiện tượng rụng sinh lý rất là nhiều. Cái đó là mình chia sẻ cho bà con. Còn đây là những cây bơ mình quay cho con xem nè, phân tầng rất là ngắn mà đã nở thoa rồi, phân tầng rất là ngắn mà nở thoa. Thì vườn bơ này thì anh Quế anh cũng chia sẻ là anh trồng gần 200 gốc bơ, thì cái lượng nước cũng đang rất là thiếu, rất là nhiều, nên cái này cần phải khắc phục gấp. Thì qua clip này mình cũng mua vườn hướng dẫn cho anh là những cây bơ xả nhị rồi thì chúng ta đợi nó xả nhị xong rồi chúng ta tiến hành xử lý đậu trái và chống rụng trái. Còn với những cây bơ mà đang ở nụ giai đoạn 2 này á, thì những cái giai đoạn 2 thì bơ sẽ muộn hơn so với bơ giai đoạn 1, tầm khoảng có 1 tháng. Thì chúng ta những cái này mình khuyên anh khắc phục là bây giờ
anh phải tưới nước để duy trì độ ẩm cho cây cho nở. Thì về những cây giai đoạn 2 thì hàng lá rất là xanh, thì mình thấy là những cái bờ này sẽ có lực và hấp thụ thuốc và tỷ lệ đậu trái sẽ cao hơn. Và một số bà con ta hiện tại ở những cái bơ mà ở giai đoạn 2 á, nở đợt 2 á, thì cái tỷ lệ em gặp mưa nói chung là cũng rất là thấp. Còn những đợt 1 thì vừa rồi thì đã bị mưa, thì qua đó mình cũng nói trước ở clip 17 rồi, hoàn toàn toàn bộ clip 17 rồi. Thì clip 18 này mình sẽ nói về vấn đề là tưới nước thôi. Thì qua đây một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video, cũng giống như mọi clip khác, mình sẽ có động lực và làm những video vào mỗi buổi tối cho bà con xem về những cái vùng bơ khác nhau, những vườn khác nhau và những cái kiến thức mà con những vườn chúng ta làm chưa có đạt á, thì bà con có thể rút kinh nghiệm để tạo cho mình một cái kinh nghiệm riêng về cây bơ bút để đạt một mùa năng suất cao. Thì với năm 2018 này á, thì mình cũng rất là hơi buồn một xíu là cái thời tiết nó mưa, cơn mưa vào ngày 15 á, tháng 3 rất là lớn, nên cái lượng sản lượng bơ những cái hoa đang sẽ nhị á có thể bị rụng rất là nhiều. Thì chúng ta vẫn khắc phục lại những cái hoa mà nó chưa nở hoặc đang phân tầng của giai đoạn đợt 1. Thì đây mình cũng quay rất là nhiều cây đi xung quanh hết vườn của anh Quế và quay để hỗ trợ cho anh về cái công tác ra hoa đậu quả. Thì bà con cứ theo dõi mình quay clip này cũng rất là dài. Xin cảm ơn bà con ạ. À.